tiếp tục hành nghề. Anh này đi câu gì đi em ta? Đi không? Để lên. Câu chạy như bò bò. Điểm cầu cũ luôn. Nước nước cạn quá, chắc này đợi nước lớn quá. Nước lớn này câu ơi. Bự càng tốt. Cái đất cũng được nữa. Vừa thôi, còn bằng cái tấm bàn thôi. Chút xíu nước lớn là ngon lành đó. Anh Quyền ơi. Bốc sắp vô á, hồi nước lớn dữ lắm. Chặt cái cây dưới này luôn nè Út, chặt cái đây nè. Một lỗ hả? À, điểm cầu quá đẹp, quá lý tưởng ha. Trời. Ngon lành cái đâu. Rồi, đợi lên cá thôi. Quyền dứt lấy. Wow, quá ngon. Cỡ này không thứ rồi chưa nói vậy coi. Im rồi, ngon lành. Đâu bà lớn vàng, ngon lành. Từ từ dính ơi. Dính này, dính anh Nguyên, dính này. Lấy. Hai cả luôn. Cứ này nữa hả? Dứt luôn. Dính rồi. Dính rồi, dứt. Trời ơi. Nhá rồi. Thả tim. Hết mồi đây coi. Lấy. Wow. Hai nha. Hai cần hai con nha.
thứ nào chưa nói. Ok, không kịp quay luôn. Chà bá. À, ngon lành. Ủa đồng gặt luôn nha. Quá im. Không kịp quay luôn. Rồi. Được mấy đoạn rồi, ba đoạn hả? Quay hả? Thôi ăn cơm thôi. Ăn cơm chiến tiếp. Ai giờ đi ăn cơm bụi vậy nè, trời khổ. Rồi. Ăn cơm đi rồi chiến tiếp buổi chiều. Tiếp tế lương thực. Nói được tiếp tế lương thực. Đi câu vậy còn tới bài quay luôn. Quay này hình nó gửi chú Dương cái vậy. Có ăn chú Dương vậy. Ngon. Bài tích nữa là đâm tiếng mũi cài chết. Còn cơm không? Còn. Cà phê nữa. Tới tay luôn. Quá dữ rồi, quá dữ rồi, quá dữ rồi, quá dữ rồi. Ô. Quá trời, con cá rô rồi ông nội ơi, trời con cá rô. Rồi trời. Nãy giờ biết gì không anh Phước? Lo ngồi hái qua lá hẹ gọn hồn nhìn lại. Quá dạ. Rồi cái gù của mình á. Rồi của mình thì mình gắn đi. À, quá trời con cái gù. Thấy không, tôi nói là ngâm hồi là lụm mà. Cái khăn kìa, cái khăn kìa. Có ba bốn lỗ đó mày lại lụm đụng mẹ nãy giờ nó cũng dĩa của tao. Đang hái mắt bớm tự nhiên nhìn lại em phao đâu mất tiêu rồi. Mắt bớm gì? Hồi nãy mày xảy cái gù của mày đó. Gù quá trời cái gù luôn. Cái gù này 300g. 200 hai cái 200. Lấy cái khăn kìa, lấy khăn kìa. Gì? Đang lấy khăn cho mày ơi, cái khăn đựng cái thùng á. Nhanh lên. Quá trời con cá rô rồi. Thế từ từ. Cái này đây sao mà gỡ nổi. Lấy khăn gỡ ra. Sao xảy nổi. Sao xảy. Trời ơi. Ăn chi cho nhiều bị bắt. Xảy ra thì mày ra làng. Dễ gì xảy, như là gu cái mỏ như gu phi vậy. Đây gỡ cho. Đây nè. Nắm lắc lắc lại ra cái lưỡi câu dễ lắm. Trời trời, chéo đâu dữ vậy ông nội. Vô ngay cái sọ mà. Cứng quá cứng. Rồi, vô đây. Trời ơi, con cá rô. Khủng long. Khủng long bạo chúa nha anh em. Nay lên hàng khủng nữa rồi. Quá đã. Ăn kìa Út. Ăn kìa, từ đi cho lúc hoa luôn đi. Từ đi. Thời nghe. Giật. Dính rồi, từ, quá chạy. Trời ơi, trời. Cứ giật được rồi. Chưa? Rồi. Lên. Ồ, gớt. Cũng được, nhiều. Rồi, con này. Tắt hả? Ừ. Thôi, lên đường, về thôi. Ba trăm mấy gram. Từ từ nhé. 300 gram luôn. Trời
quá dữ dằn cái rồi. Mà gì nó cậu đương kim vô địch luôn. Trời ơi trời.